Miss E Việt Nam 2016 nam em làm ban giám khảo cuộc thi Việt Nam Makeup Talent 2022. Theo thông tin cập nhật từ fanpage của cuộc thi Việt Nam Makeup Talent 2022, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long nam em sẽ đồng hành cùng cuộc thi với vai trò ban giám khảo. Với bề dày kinh nghiệm sân khấu, quảng cáo và từng là tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp cũng như làm việc với rất nhiều chuyên viên, chuyên gia trang điểm trong nước và quốc tế. Năm 2022, Miss E Việt Nam 2016 nam em đã nhận lời mời từ ban tổ chức và giữ vị trí giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng trang điểm Việt Nam để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cổ vũ tinh thần cho các bạn thí sinh cũng như các khán giả yêu mến chương trình, yêu mến nam em. Cuộc thi Việt Nam Makeup Talent 2022 với sự đầu tư hoành tráng, thay đổi mới mẻ về nội dung và hình thức, có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, hoạt động thiện nguyện xã hội chắc chắn sẽ là một sân chơi, đấu trường tuyệt vời dành cho tất cả các bạn đam mê, thích, yêu thích bộ môn nghệ thuật makeup. Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3. Các bạn hãy theo dõi để ủng hộ cho nam em với vai trò mới giám khảo cuộc thi nhé. Nam em sẽ làm cho các bạn bất ngờ vì xuất hiện lộng lẫy, giữ vai trò quan trọng trong cuộc thi năm nay.